Cách mạng tháng 8 năm 1945 mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thành quả và ý nghĩa đó là sự thật hiển nhiên của lịch sử. Tuy vậy, hàng năm vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, các thế lực thù địch phản động lại giở chiêu trò viết lại lịch sử, bóp méo sự thật, xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc. Tổng khởi nghĩa tháng 8 diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng trong vòng 15 ngày, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945. Trong đó, thắng lợi ở Hà Nội ngày 19 tháng 8, Huế ngày 23 tháng 8, Sài Gòn ngày 25 tháng 8 có ý nghĩa quyết định. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại cuộc meeting lớn ở Vườn Hoa Ba Đình Hà Nội, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ, nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Thế nhưng đến hẹn lại lên, và dịp lễ kỷ niệm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 của dân tộc, thì các thế lực phản động thù địch lại ra sức xuyên tạc, phủ định thành quả, ý nghĩa của cách mạng tháng 8, cho rằng đây là sai lầm của lịch sử, là sự ăn may do khách quan đem lại nhờ vào cái gọi là khoảng trống quyền lực và nhờ vào việc quân đội Nhật Bản đã đầu hàng quân đồng minh. Nhưng những luận điệu cũ rích ấy không thể đánh lừa những người nghiêm túc, tỉnh táo, am hiểu lịch sử, tôn trọng sự thật khách quan. Cái sự lãnh đạo đúng đắn rất tài giỏi của Đảng ta trong cái nghệ thuật là sử dụng sức mạnh của toàn dân để giành chính quyền, giữ chính quyền, để bảo vệ cái công cuộc, cái sự nghiệp cách mạng. Cách mạng tháng 8 thành công mãi mãi là một cái bài học rất là quý báu cho mọi thế hệ người Việt Nam trong cái xây dựng, phát triển đất nước, trong cái bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tình hình này. Thực tiễn lịch sử minh chứng, cách mạng tháng 8 thành công là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Ngoài bối cảnh thế giới có những chuyển biến mau lẹ, thuận lợi, tạo ra cơ hội nghìn năm có một, thì yếu tố chủ quan vẫn là cơ bản, quyết định, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nếu mà cái yếu tố khách quan đó có vai trò quan trọng, thế nhưng mà cái điều quyết định tới việc cách mạng tháng 8 có thể nổ ra thành công, đó lại là yếu tố chủ quan. Cái quá trình đấy không hề ăn may, mà đấy là cái sự dày công chuẩn bị, cái quá trình phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn, gian khổ của Đảng và của dân tộc. Và đặc biệt đó là từ cái vấn đề Đảng ta đã kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, khơi gợi được cái tinh thần chiến đấu và cái ý chí chiến đấu của quân dân ta. Thời gian càng lùi xa, thì ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại, sức sống mãnh liệt của cách mạng tháng 8 càng lan tỏa. Trách nhiệm của những người Việt Nam yêu nước trước hết là hiểu đúng, nhận thức rõ về ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của cách mạng tháng 8. Mặt khác, mỗi người dân phải luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác, nhận rõ những âm mưu và hành động thâm hiểm của các thế lực thù địch phản động để kiên quyết vạch trần, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, nhất là trên không gian mạng.